Xin chào các thầy cô. Trong video lần trước, tôi đã chia sẻ với các thầy cô cách tôi triển khai bài chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Qua đó, tôi cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân để giúp thầy cô có thể triển khai tiết học hiệu quả. Hôm nay, tôi xin được quay trở lại với một tiết học về văn hóa giao thông ở lớp 3. Như thầy cô đã biết, tại nhiều nơi trên thế giới, giáo viên và các nhà cải cách giáo dục đang tìm cách giúp học sinh trở thành người kiến tạo cuộc sống của mình. Theo như lời Fernando Ramos, giám đốc chương trình sáng kiến đổi mới giáo dục toàn cầu tại Đại học Harvard, để sẵn sàng cho những công dân tương lai, thông qua tiết học này, tôi sẽ tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện một số kỹ năng quan trọng như kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Sau đây là một vài gợi ý của tôi về cách triển khai bài học chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Để bắt đầu mỗi bài học, chúng ta thường bắt đầu với hoạt động khởi động. Đây là một hoạt động giúp học sinh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tiếp thu kiến thức mới. Hoạt động khởi động thường được triển khai để khơi gợi trí tò mò của học sinh hoặc khai thác vốn hiểu biết của học sinh để dẫn dắt các con khám phá kiến thức mới. Ở tiết học này, tôi sẽ sử dụng một trò chơi được thiết kế trên PowerPoint. Trò chơi ô cửa bí mật. Ba ô cửa là ba câu hỏi gợi ý để học sinh tìm ra chủ đề bài học. Học sinh sẽ phải lần lượt đi theo các ô cửa từ 1 đến 3. Ô cửa 1 chỉ có một chân mà tận 3 mắt. Ô cửa 2, cái chi có đủ 3 màu, chỉ bật từng chiếc đứng đầu ngã tư. Ô cửa thứ ba, mắt vàng, mắt đỏ, mắt xanh, đêm ngày đứng canh, ngã tư đường phố. Sau khi học sinh đoán ra chủ đề của bài học liên quan đến đèn giao thông, tôi sẽ giới thiệu tên bài học. Bài 2, chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Đến với hoạt động cơ bản, tôi sẽ tổ chức cho học sinh trò chơi đóng vai. Đóng vai là một trong những trò chơi mà trẻ vô cùng yêu thích. Hoạt động này sẽ phát huy khả năng sáng tạo của trẻ. Hơn thế nữa, đây là cơ hội để trẻ được rèn luyện một trong những kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21, kỹ năng làm việc nhóm. Dựa trên nội dung câu chuyện có sẵn trong cuốn sách, tôi sẽ phân nhóm và yêu cầu học sinh phân vai để diễn lại câu chuyện trên. Mỗi nhóm có thời gian từ 5 đến 7 phút để chuẩn bị. Các nhóm được chia thành 3 đến 5 thành viên. Mỗi người trong nhóm sẽ đóng một vai, một nhân vật trong câu chuyện. Trong khi các nhóm luyện tập, giáo viên sẽ đi quanh các nhóm để quan sát và hỗ trợ các con cách thể hiện. Sau khi các nhóm luyện tập, tôi sẽ chọn ra một nhóm tốt nhất để lên thể hiện lại câu chuyện trước lớp. Sau vở diễn của học sinh, tôi sẽ đặt ra các câu hỏi ngắn để các nhóm trả lời. Vẫn duy trì hình thức làm việc theo nhóm, nhóm có câu trả lời đúng sẽ ghi được một sao cho đội của mình. Các câu hỏi lần lượt như sau. Tại sao anh em Hải bị xe gắn máy va phải? Tại sao khi có tín hiệu đèn đỏ dành cho các phương tiện giao thông mà bạn Nam vẫn có thể qua đường? Nếu chúng ta không chấp hành tín hiệu đèn giao thông thì điều gì sẽ xảy ra? Các thầy cô có thể tham khảo một vài hình thức học tập sau. Thứ nhất, sử dụng hình thức trợ giảng nhí. Với hoạt động này, thầy cô có thể cử một học sinh khá giỏi trong lớp lên để điều hành hoạt động hỏi đáp. Để chuẩn bị tốt, giáo viên nên trao đổi với học sinh trước giờ học. Thứ hai, cũng là hoạt động hỏi đáp, nhưng thay vì giáo viên đưa ra các câu hỏi để học sinh trả lời, thì tôi sẽ dành 2 phút cho mỗi nhóm thảo luận để đặt câu hỏi cho các nhóm khác. Và để chốt lại kiến thức một cách dễ nhớ, vui vẻ, tôi sẽ sử dụng bài hát theo clip sau. Sau hoạt động cơ bản, học sinh phần nào nắm được kiến thức về tín hiệu đèn giao thông. Học sinh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động nhóm để tham gia trò chơi, thử tài, hiểu biết. Trò chơi được thiết kế trên Kahoot với khoảng 5 đến 7 câu hỏi.
Mỗi nhóm sẽ được trang bị một máy tính hoặc một điện thoại có kết nối Internet. Mỗi câu hỏi sẽ xuất hiện gồm một bức ảnh và ba đáp án để học sinh lựa chọn. Học sinh thảo luận nhóm và thể hiện ý kiến của mình bằng cách nhấn lựa chọn A, B hoặc C. Ví dụ, câu hỏi 1. Khi thấy tín hiệu đèn đỏ dành cho các phương tiện giao thông thì A. Các phương tiện dừng lại. B. Người đi bộ được phép sang đường. C. Cả hai ý trên. Giáo viên cần chốt lại đáp án đúng sau mỗi câu hỏi. Với câu hỏi này, học sinh cần đưa ra đáp án đúng là C. Cả hai ý trên. Sau khi trò chơi kết thúc, học sinh đã có thể nắm được những kiến thức cơ bản về tín hiệu đèn giao thông. Các thầy cô nên tuyên dương trước lớp các nhóm có nhiều câu trả lời đúng nhất và hoàn thành sớm nhất, hoặc có phần thưởng nhỏ dành cho những bạn trong nhóm. Điều này sẽ kích thích các con tham gia hoạt động hứng thú và sôi nổi hơn. Các thầy cô cần lưu ý, trò chơi thử tài hiểu biết được thiết kế trên website. Vì thế, các thầy cô cần chuẩn bị trước giờ học và kiểm tra các thiết bị cũng như đường truyền Internet để đảm bảo giờ học diễn ra hiệu quả. Nếu không sử dụng Internet, các thầy cô có thể tổ chức trò chơi này với hình thức khác nhau như các thầy cô hãy in sẵn những câu hỏi trên băng giấy. Nhóm sẽ cử đại diện lên bốc thăm câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có thời gian 1 phút để thảo luận. Sau khi nhóm trình bày câu hỏi, các nhóm khác sẽ nhận xét và bổ sung câu trả lời. Với hoạt động ứng dụng, tôi sẽ tổ chức trò chơi hộp quà may mắn. Trò chơi này giúp học sinh biết cách giải quyết các tình huống khi tham gia giao thông. Và tôi sẽ thiết kế trò chơi này trên PowerPoint với hình các hộp quà. Khi học sinh click chọn hộp quà nào thì sẽ xuất hiện một tình huống tương ứng. Ở trò chơi này, tôi sẽ vẫn duy trì hình thức hoạt động nhóm đã tiến hành ở các hoạt động trước. Khi học sinh chọn hộp quà, giáo viên sẽ nêu tình huống. Các con sẽ có 1 phút để thảo luận câu trả lời. Sau 1 phút, tôi sẽ cho học sinh rung chuông để giành quyền trả lời. Đội nào rung chuông nhanh nhất sẽ có cơ hội trả lời. Các đội khác sẽ lắng nghe, nhận xét và bổ sung. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được một số điểm tương ứng phía sau hộp quà. Các thầy cô có thể sử dụng các tình huống có sẵn trong sách. Bên cạnh đó, các thầy cô có thể nghĩ thêm những tình huống khác để bài học phong phú hơn. Ví dụ, khi học sinh chọn hộp quà, sẽ nhận được một tình huống như sau. Cúc và Lan muốn đi bộ qua ngã tư đường, nhưng không có cột đèn giao thông. Hai bạn phải làm thế nào cho đúng luật giao thông? Học sinh sẽ thảo luận và đưa ra đáp án của mình. Sau đó, giáo viên sẽ đưa ra đáp án đúng. Khi muốn đi bộ qua đường ở ngã tư mà không có cột đèn giao thông thì cần quan sát trước sau xem có xe đang đi tới không. Đưa tay xin đường và chậm rãi đi sang đường vào đúng vạch dành cho người đi bộ. Để kết thúc tiết học, tôi sẽ cho học sinh xem một clip chia sẻ một ngày làm việc của các chú cảnh sát giao thông tại trung tâm điều khiển đèn. Điều ấn tượng nhất khi bước vào trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi là những màn hình lớn được treo trên tường. Hình ảnh rõ nét, tín hiệu truyền dẫn tốt. Tất cả những ngã tư, những nút giao thông phức tạp đều có thể quan sát được từ đây. Đặc biệt, các bộ đo đếm phương tiện sẽ cho biết tình hình giao thông, số lượng phương tiện tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tóm lại, trong video ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ 3 ý chính. Cách thức lồng ghép những kỹ năng của thế kỷ 21 thông qua các hoạt động học tập, kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề. Thứ hai, một số phương pháp, hình thức thay thế cho phù hợp với đặc điểm học sinh và lớp học. Thứ ba, các hoạt động triển khai bài học như đóng vai, hỏi đáp, giải quyết tình huống. Các thầy cô thân mến, sau video chia sẻ này của tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của các thầy cô, cũng như mong nhận được chia sẻ và những ý tưởng khác của các thầy cô để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng những bài học hay và thú vị hơn. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!